các bác. Hôm nay giới thiệu các bác, giới thiệu sơ qua thôi, chưa có video test các bác nhé. Giới thiệu cái cục đẩy liền vang ở công suất thực là 170 cộng 170, có 4 ngõ ra loa. Các bác nhìn kích thước tương đối là hoành tráng, so với cục vang thì nó tương đối là dày và rất là hoành tráng, nhiều chức năng và dễ tùy chỉnh. Rất nhiều chức năng các bác nhìn nha, mic có rất nhiều tùy chỉnh. Cái âm ly này, cục đẩy liền vang này công suất 170 cộng 170, kéo căng đôi mắt 30, mic hát rất hay, có bluetooth, giá dưới 2 triệu các bác nha, gần 2 triệu, chưa đến 2 triệu, các bác chờ video test chính thức các bác nha. Mời các bác nghe thử. Các bác có nhu cầu cục đẩy công suất lớn hơn thế này nữa, kéo bát 40, 340W cộng 340W thì sẽ về ở đợt hàng tiếp theo. Giá thì không quá 3 triệu các bác nha, rất là tuyệt vời. Các bác mua hàng xin liên hệ số máy 0964 867 866.